tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho tôi có một cơ hội được trở lại với Hội Thánh Cà Mau. Cảm ơn đầy tớ Chúa, ông bà mục sư quản nhiệm, ban chấp sự đã dành cho tôi cơ hội quý báu này. Và cảm ơn Chúa lắm khi được trở lại Cà Mau trong lần này, thấy cơ sở nhà Chúa đẹp đẽ, khang trang hơn. Và ước ao rằng không phải chỉ Hội Thánh của Chúa có những điều khang trang về cơ sở, nhưng với tinh thần truyền thống Cà Mau đã có, dân sự của Chúa tại đây càng ngày càng mở rộng vương quốc của Chúa trong cả chiều sâu lẫn cả chiều rộng trên tỉnh nhà chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, nói đến sách Châm Ngôn là chúng ta biết rằng đây là một trong các sách vua Salomon đã viết. Vua Salomon là người đã theo gương cha của mình để dạy dỗ cho các con của ông, hầu cho chúng nó có thể khao khát tiếp nhận những lời khôn ngoan, và rồi từ đó chúng nó có thể nhận được những bài học giá trị cho đời sống và khiến cuộc sống họ ở giữa đời vừa tin kính Đức Chúa Trời, vừa có những kiến thức khôn ngoan thành công ở giữa đời trong cuộc sống thường ngày. Ông đang tâm tình với con của mình bằng những lời lẽ hết sức là ưu tư và tha thiết. Cho nên trong phân đoạn Kinh Thánh ông bà anh chị em vừa nghe đọc đó, ông đã nói rằng: hỡi con hãy nghe, hãy tiếp nhận các lời của ta. Theo các nhà giải kinh cho chúng ta biết, vua Salomon gọi là những điều khôn ngoan hay là sự khôn ngoan, nó hàm chỉ về luật pháp của Đức Chúa Trời, đặc biệt là trong ngũ kinh, hay còn gọi là lời của Chúa khải tỏ cho con người. Và ngày nay lời của Đức Chúa Trời thành văn được gọi là Kinh Thánh. Và Kinh Thánh trải qua bao nhiêu thời đại, những bậc đại trí của đời đã phải nhìn nhận rằng Thánh Kinh là một thư viện thiêng liêng, chất chứa những điều khôn ngoan trải qua rất nhiều thể loại văn học khác nhau. Cho nên bất kỳ một người nào không xem thường, không buông bỏ lời của Chúa, như ở trong câu thứ 13 của Châm Ngôn đoạn 4 đã dạy: hãy nắm chắc lấy điều khuyên dạy, chớ buông ra, khá gìn giữ nó, vì nó là sự sống của con. Một người không có chịu buông lời của Chúa ra, hay là không xem thường, không buông bỏ, thì người đó sẽ là một người chịu lắng nghe, tiếp nhận lời của sự sống, và lời sự sống sẽ làm mới lại trong tâm trí. Đồng thời Thánh Kinh sẽ khải tỏ cho chúng ta một nhận thức mới, giúp cho chúng ta trở nên một con người có một tầm nhìn mới và đạt đến thành công ở giữa đời, trong cả phương diện thuộc thể lẫn cả về phương diện thuộc linh. Châm Ngôn đoạn 4 câu 10 đến câu 13 ông bà anh chị em vừa nghe đọc đó sẽ cung cấp cho chúng ta những tác động rất diệu kỳ và giá trị từ nơi lời của Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên, khi chúng ta là một người tiếp nhận lời Chúa, chúng ta sẽ được sống lâu trên đất. Câu thứ 10, lời Chúa dạy: hỡi con hãy nghe và tiếp nhận các lời ta, thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên. Vua Salomon đang dạy cho con của mình nghe và tiếp nhận những điều mà ông với tư cách là người cha truyền đạt cho con của mình. Và lời truyền đạt ở đây có một mệnh lệnh kép được kèm theo hai động từ: nghe và nhận. Nghe và nhận ở đây nó không phải chỉ dùng thính giác để có thể tiếp nhận một số khối lượng thông tin, kiến thức rồi mình bỏ qua, giống như mình nghe đài phát thanh, mình nghe tin tức, mình nghe một bản nhạc nào đó.
Nhưng nó còn hàm ý hành vi của việc vân giữ thực hiện nữa. Cả một mệnh đề: năm tháng đời con sẽ được thêm nhiều lên. Mệnh đề này không chỉ nói đến cái chuyện số năm tháng dài ngắn, mà còn nói đến cả việc tận hưởng cuộc sống nó an bình, phước hạnh ngay trong tâm hồn, và cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Vì vậy Solomon muốn nói rằng khi tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời dạy, thì con người sẽ trải nghiệm được quyền năng siêu nhiên, biến những bài học này nó thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Và những khôn ngoan từ lời Chúa dạy đó khiến cho con người có thể có được cuộc sống lâu dài thêm những ngày ở trên đất. Tôi tin ông bà anh chị em và tôi là những người đều có Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh ngày hôm nay thì không có thiếu. Nhưng có thể ông bà anh chị em và tôi là người không có lời của Chúa. Bởi vì mình có Kinh Thánh nhưng mà mình không có đọc, mình không có học, không có ứng dụng lời của Chúa vào trong đời sống của mình. Cho nên dẫu là mục sư, dẫu là chấp sự, dẫu là tín đồ, nhưng khi chúng ta không có vâng giữ lời của Chúa phán dạy, thì bất kỳ là ai, con người ấy vẫn là một con người sống theo bản năng thiên nhiên. Và khi chúng ta sống theo bản năng thiên nhiên thì hết thảy chúng ta đều bị chi phối, chi phối bởi quyền lực của ma quỷ, của tội lỗi. Nó chi phối vào ở trong cả suy nghĩ, hành động, và chúng ta hành động theo đường lối tội lỗi của ma quỷ. Và với cung cách sống đó, chúng ta trong một ý nghĩa nào, mình đã tự làm giảm đi sự sống của mình ở trên đất. Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta một vài trường hợp. Trường hợp thứ nhất là của tập thể. Chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19, chúng ta rất quen thuộc với câu chuyện về thành Sodom và Gomorrah. Hai thành này, họ là những người dân đang sống ở trong thời kỳ rất thịnh vượng, và rồi họ đã trở nên những con người hưởng thụ mọi thú vui, tư dục xác thịt, cho đến nỗi họ tự làm nhục thân thể của mình. Và ngày hôm nay gọi đó là đồng tính liên ái, hay là quan hệ tình dục đồng giới. Những người lớn tuổi cũng như những người trẻ ở trong thành Sodom và Gomorrah có một lối sống sa đà vào trong tình dục phóng túng như vậy, không phù hợp với đạo đức. Họ đã chấm dứt đời sống của mình trên đất một cách không ngờ, vì Đức Chúa Trời đã đoán phạt họ bằng lửa. Một nhân vật khác, đời sống cá nhân của người này cũng đã có một cách sống và khiến cho cuộc đời ông đã chấm dứt một cách đột ngột ở trên đất. Đó là Naaman. Naaman là một người rất là giàu có, nhưng Kinh Thánh mô tả về những tố chất trong đời sống của ông. Naaman là một người nóng nảy, Naaman là một người khắc nghiệt, Naaman là một người vô ơn bạc nghĩa. David là người đã cho nhân sự của mình bảo vệ, gìn giữ cả gia sản cho Naaman. Nhưng Naaman không quan tâm đến ơn lành của người khác đã đối đãi, đã bảo vệ cho mình và gia sản của mình. Ông đối xử rất tệ với David, thậm chí có những lời nhục mạ David. Khi người vợ của ông nghe được mọi điều đó, và thậm chí ý định trả thù của David, trừng phạt Naaman,
Ông qua cơn say sưa, ông nghe vợ mình thuật lại những gì mình đã làm đối với David và có thể gánh lấy những hậu quả. Ngay trong lúc bấy giờ, ông đã rơi vào trong tình trạng kinh hoàng và chết ngay tại chỗ, bất đắc kỳ tử. Cho nên không phải chỉ ở trong thánh kinh, nhưng trong cuộc sống hiện tại của tôi với quý ông bà anh chị em, khi chúng ta sống mà không có lời của Chúa để làm khuôn thước, thì con người của chúng ta sẽ vướng víu vào một số điều rất thường tình trong cuộc sống của xã hội: giận dữ, cay đắng, đố kỵ, ganh tị với những người xung quanh, chất chứa những thù hằn, oán hận người này, oán hận người kia. Rồi có những người mang danh là tín đồ của Chúa Giêsu nhưng mà sáng xỉn, chiều say, tối lừ đừ. Có những người tín đồ tin lành nhưng mà sống ở trong những sợ hãi tràn ngập, ngã lòng, thối chí, than thân, trách phận, không hề có một tư tưởng tích cực. Cho nên từ ngày này qua ngày kia, sống ở trong tình trạng căng thẳng thần kinh. Một số những người khác thì hồi nghèo khó, cầu nguyện Chúa cho mình có một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, đầy đủ về tiền bạc. Nhưng khi Chúa cho ổn định công ăn việc làm, tiền bạc có dư dật, thì lại trở nên một người sa đà vào ở trong những tư dục phóng túng. Và khi rơi vào trong tình trạng cay đắng, giận hờn, ganh tị, sợ hãi, ngã lòng, căng thẳng, sa đà ở trong những phóng túng, thì chắc chắn không chống chày sẽ mang lấy cho mình những thương tích, sẽ mang lấy cho mình cả bệnh tật trong thể xác, trong tinh thần, ở trong tâm linh, và rồi không tránh khỏi sự trách phạt của Chúa. Cho nên cả về phương diện thể lý, tôi không phải là bác sĩ y khoa, nhưng sách báo cho chúng ta biết rằng một người sống như vậy là một người tự làm giảm thọ sự sống của mình. Và một người trong phương diện thuộc linh mà sống nghịch lại với khuôn mẫu lời Đức Chúa Trời dạy, sa đà vào ở trong tội lỗi, ngập lặn ở trong bao nhiêu ô uế, có nghĩa là người đó đang tự kết thúc cuộc đời của mình sớm hơn mong đợi. Trong thánh kinh Chúa dạy ở đây, khi nghe và tiếp nhận lời khôn ngoan thì năm tháng của đời con sẽ thêm nhiều lên. Nó không phải chỉ là lời hứa, không phải chỉ là lời nhắc khuyên, mà là một nguyên tắc sống. Khi con người áp dụng lời của Chúa trong đời sống thì người này sẽ được lời của Chúa như là kim chỉ nam dẫn dắt cho suy nghĩ, dẫn dắt cho giải quyết vấn đề, đối diện với mọi tình huống, có những kỷ luật ở trong đời sống. Vì vậy, ngoài chuyện lời Chúa dạy, người này nếm trải nhiều điều mầu nhiệm từ nó lời Đức Chúa Trời, là lời sống, là lời linh nghiệm, làm cho cuộc sống của tôi, của quý ông bà anh chị em ở giữa thế giới này, dẫu thế giới đầy những đảo điên khủng hoảng, người Cơ Đốc vẫn bình an, người Cơ Đốc vẫn sống hy vọng, người Cơ Đốc vẫn sống tin yêu. Và từ đó tâm hồn của chúng ta yên tĩnh, thoải mái, nhẹ nhàng. Và từng ngày đi qua trong cuộc đời, chúng ta nếm trải được ý nghĩa của cuộc sống. Song song đó, tư tưởng của chúng ta thanh khiết, hành động của chúng ta hoàn toàn trong sáng. Và tất cả những điều này
tạo nên cho chúng ta một tâm thế mà Thánh Kinh gọi là người sống theo sự công bình. Có nghĩa là người sống theo lời của Chúa dạy dỗ, ý Đức Chúa Trời mong muốn. Và Thánh Kinh cũng bảo đảm rằng một người công chính là người sẽ được Chúa thêm cho những ngày ở trên đất. Đơn giản, ví dụ như khi chúng ta hiếu kính cha mẹ, vâng theo lời của Chúa phán dạy, thì trong Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô mặc khải nói rằng khi hiếu kính cha mẹ thì được sống lâu ở trên đất. Lời Chúa ghi cho chúng ta trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 27, Thi Thiên 91 câu 14 đến câu 16 cung cấp cho chúng ta nè, Đức Chúa Trời sẽ thêm những ngày trên đất của người sống công bình. Ông bà anh chị em, có ai ở đây muốn chấm dứt đời của mình sớm hơn mong đợi không? Có một cái phước, Kinh Thánh nói, phước cho người chết là chết ở trong Chúa. Nhưng mà mỗi lần một người nào đó sắp chết thì sao? Có sẵn sàng đi không? Hay là lo sợ cuốn lên? Muốn sống lắm, nhưng có điều chúng ta không áp dụng lời của Chúa. Tiếp nhận, vâng theo lời Chúa phán dạy, và lời đó linh quyền giúp cho chúng ta vượt lên trên mọi sự khôn ngoan của đời này, để chúng ta có thể tận hưởng được chất lượng đích thực của cuộc sống. Và đồng thời lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ khiến cho chúng ta sống tâm bình yên, trí trong sáng, và trở nên một người sống được dài lâu ở trên đất. Cho nên mong rằng ông bà anh chị em không phải chỉ có Kinh Thánh, nhưng chúng ta có lời Chúa trong đời sống, bằng cách nghe và tiếp nhận, để tôi quý ông bà anh chị em được thêm vài ngày trên đất và sống một cách có ý nghĩa giữa trần gian này. Điều thứ hai, lời Chúa dạy cho chúng ta trong câu thứ 11: ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. Một người tiếp nhận lời Chúa sẽ là người bước đi trên con đường ngay thẳng. Tôi xin được diễn dịch câu Kinh Thánh này để hội thánh dễ hiểu hơn, dựa theo một bản dịch: ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan tin kính. Nghĩa là con hiểu biết một cách đầy đủ đường lối và mục đích của Đức Chúa Trời. Điều ấy sẽ dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. Tác giả vua Solomon, ông đang dùng một động từ dạy dỗ. Dạy dỗ ở đây nó có liên quan đến bối cảnh văn hóa giáo dục của người Do Thái. Không phải chỉ truyền kiến thức khoa học xã hội, nhưng đối với người Do Thái, họ dạy dỗ cho con em mình là dạy dỗ ngũ kinh của Môi-se, luật pháp của Đức Chúa Trời. Điều mà người cha phải dạy dỗ đó là dạy dỗ cho con của mình biết lời Chúa, hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời, trao gửi cho mình mục đích mà Đức Chúa Trời đặt để tồn tại mình ở giữa trần gian này. Vì vậy ở trong phục truyền luật lệ ký, nhắc nhở cho những người cha người mẹ ghi lời của Chúa như một ấn tín ở trên đố cửa, ở trên cột, ở trên tay, ở trên tua áo, để cho những người con của họ được học hỏi và lời của Chúa thấm dần vào ở trong suy tư, ở trong lời nói ngôn từ, ở trong hành động. Cụm từ con đường khôn ngoan, các lối ngay thẳng, Solomon muốn nói ở đây đó là lời Chúa là lời khôn ngoan. Khi người tiếp nhận lời khôn ngoan đó, có nghĩa là người này tiếp nhận được những viền mối của tri thức, trí tuệ
cộng với quyền năng linh nghiệm khiến cho người này trở nên người khôn ngoan, công bình, biết sống một nếp sống ngay thẳng. Hay nói một cách khác theo ngôn ngữ ngày nay, khi một người tiếp nhận lời của Chúa là một người xây dựng cho mình một nền nếp thuộc linh và đạo đức. Như tôi vừa nói, bất kỳ chúng ta là ai, nhưng nếu mình không có lời Chúa trong cuộc sống thì chúng ta đang sống với một người thiên nhiên. Một con người thiên nhiên thì sẽ sống trong tội lỗi và sinh ra nhiều mưu trước công quẹo lắm. Đồng thời bất chấp, miễn làm sao mà mình thực hiện được điều công quẹo, giả dối, bất chánh để đạt được đến mục đích mà mình muốn. Bất chấp phương tiện, đạt được cứu cánh. Và khi chúng ta buông bỏ lời Chúa như vậy thì dầu là ai, nhưng chúng ta đang là một người ở trong tâm thế mù lòa về thuộc linh, sa đà ở trong tội lỗi bất chánh, công quẹo, tội trong thêm tội. Dẫu rằng có thể dùng nhiều từ ngữ thiêng liêng để có thể biện minh cho tội lỗi, nhưng trở nên một người phạm tội một cách tinh vi, và rồi mang danh là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng thực sự chúng ta xa cách Chúa nhiều lắm. Ở trong Kinh Thánh cho biết có một đôi vợ chồng tên là Anania và Sapphira. Họ không phải là người không có Chúa. Họ có tên trong danh sách Hội Thánh Jerusalem. Đôi vợ chồng này đang sống ở trong một bối cảnh Hội Thánh Jerusalem phấn hưng. Người ta yêu Chúa, dâng hiến cho Chúa, chia sẻ cho nhau. Nhưng Anania và Sapphira bàn với nhau. Mấu chốt của vấn đề là nằm ở chỗ bàn với nhau. Nếu mà mình không dâng hiến, mình không có rộng lượng thì người ta nói mình yếu đuối. Cho nên vì vậy mình phải sống làm sao để tạo một dáng vẻ ở bên ngoài, mọi người khác thấy mình cũng thiêng liêng, cũng thuộc linh, cũng được Chúa thăm viếng. Thế là họ bán tài sản đất đai của mình với tinh thần lúc ấy của cả Hội Thánh Jerusalem. Nhưng kỳ thực họ đã không để lời của Đức Chúa Trời dẫn dắt mình khôn ngoan ngay thẳng. Nhưng Anania và Sapphira mang danh là tín đồ Chúa Giêsu ở một hội thánh lớn, thành phố Jerusalem, nhưng lại là một người đang sống trong dối trá, dối mình, dối người, dối cả Đức Chúa Trời. Nói rằng tôi dâng hết, nhưng mà kỳ thực không phải là dâng hết. Vì vậy Anania và Sapphira đã chuốc lấy sự chết chóc. Chết chóc trong cả nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Bởi vì khi họ nói dối như vậy thì được cảnh báo và cả hai vợ chồng này ngã ra chết tức thì. Kế đến, hai người này thay vì gây dựng hội thánh, gây dựng đức tin anh em, họ lại là người dựng chuyện để gây, làm rối ren cho cả hội thánh lúc bấy giờ. Đồng thời một hệ lụy nữa, những việc làm giả dối không có lời Đức Chúa Trời dẫn dắt đó đã để lại một lịch sử hoen ố đầy nhơ nhớp xuyên suốt lịch sử cho đến ngày nay và được ghi lại trong Kinh Thánh. Thưa hội thánh, các nhà sư phạm ngày nay có rất nhiều kỹ năng, rất nhiều kiến thức để dạy dỗ cho con người, nhưng chưa có một tài liệu nào, một giáo khoa nào vượt qua Kinh Thánh.
Ngay cả tờ báo điện tử VTC.vn của Việt Nam có một bài báo viết vào ngày 17 tháng 11 năm 2021 như sau. Tôi xin được trích nguyên văn để quý ông bà anh chị em cùng nghe. Nếu được hỏi dân tộc nào trên thế giới là thông minh khôn ngoan nhất, tin rằng 80% mọi người trả lời đó là người Do Thái. Một dân tộc chỉ chiếm 0,2% dân số thế giới, nhưng vào năm 2021 người ta thống kê họ đã tạo ra nhiều tài năng xuất chúng. Ví dụ họ chiếm 1/5 trên những người đoạt giải Nobel ở trong thế kỷ 20. Họ chiếm một nửa trong số 200 người ảnh hưởng nhất của đất nước Hoa Kỳ. Trong các doanh nghiệp giàu có trên khắp thế giới, người Do Thái chiếm hơn một nửa và nhiều chi tiết khác. Câu hỏi được đặt ra ở đây: tại sao người Do Thái lại đạt được những thành công ở trên lĩnh vực khoa học, xã hội, thương trường, giao tế đến như vậy? Câu trả lời: người Do Thái họ có những khôn ngoan, đầy sự tín cẩn của những người xung quanh, bởi vì họ được dạy dỗ lời của Chúa là Thánh Kinh Cựu Ước ngay từ khi còn rất nhỏ. Và lời Đức Chúa Trời đã phán truyền cho họ trở nên như một kho tàng trí tuệ mà cả nhân loại phải nhìn nhận. Và đồng thời, Tân Ước lặp lại cho chúng ta, lời của Đức Chúa Trời là lời linh nghiệm, khôn ngoan, có sự hà hơi của Thánh Linh để dạy dỗ con người ở trong sự công bình và chính trực. Hai câu Thánh Kinh mà quý vị rất thuộc, rất quen, đó là Timôthê thứ 2, đoạn 3, câu 15, câu 16. Thế thì thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta chịu tiếp nhận lời của Thánh Kinh khuyên dạy, lời của Chúa uốn nắn, bẻ trách, dẫn dắt cho chúng ta đi theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, và những gì mối khôn ngoan Chúa dạy đó, nó không phải chỉ là văn tự lý thuyết, mà nó dẫn con người đi đến chỗ thiện lành, khao khát thiện lành, xây dựng cho mình một nếp sống, nếp sống công bình, nếp sống ngay thẳng, chân thật, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đẹp lòng những người xung quanh, và chắc chắn có những trả giá giữa đời gian xảo, giả dối, thậm chí có những điều giả dối tinh vi trắng trợn. Tôi đọc trong tháng vừa qua một bản tin của Việt Nam đã đưa, có một người ở tại Đồng Nai, một người ở tại thành phố Hồ Chí Minh, họ sản xuất cà phê giả, nhưng không phải bán ở miền Tây, là những nơi không có trồng cà phê. Nhưng họ táo bạo chuyển cà phê giả đó lên tới tận Ban Mê Thuột, là thủ phủ cà phê của Việt Nam, để bán cho những con người ngay ở trung tâm cà phê chính hiệu. Nhưng họ vẫn bán được nhiều năm tháng. Bây giờ lâu ngày chày tháng, chính quyền mới phát hiện ra là từ lâu nay họ đã sản xuất cà phê giả, bán ngược lại cho những người trồng cà phê, sản xuất cà phê chính hiệu. Ông bà anh chị em có thấy đâu đó có những người mang danh là tín đồ tin lành, nhưng sống không có ngay thẳng, lương lẹo, cong quẹo, đi gạt luôn những người tin lành chính hiệu chưa? Và có đôi lúc mình, anh em ở trong cộng đồng Cơ Đốc với nhau, bật lên tức giận,
Nếu mà người ngoài nó lừa tôi thì tôi biết. Đằng này nó trong Chúa với tôi cho nên tôi đâu có ngờ. Đấy không? Tại sao? Nhiều năm theo đạo, đạo dòng, đạo gốc, nhưng không phải là dòng dõi. Nhưng đó là đạo lòng vòng. Không phải đạo gốc mà là gốc cây, ngồi ở gốc cây. Và lời của Đức Chúa Trời không có thẩm thấu vào trong những con người đó. Cho nên có danh ở trong hội thánh, có tên ở trong danh sách, và có thậm chí có địa vị nào đó ở trong tổ chức của một chi hội địa phương, hoặc là tầm cỡ lớn hơn. Nhưng vì không để lời của Đức Chúa Trời uốn nắn, đi theo diền mối Chúa dạy dỗ, cho nên tà vậy, cong queo, không có ngay thẳng, gây thiệt hại cho chính đời sống mình, cho anh em, cho xã hội, và làm sỉ nhục cả danh của Đức Chúa Trời. Phaolô đã nhắc nhở cho chúng ta, dầu chúng ta sống trong thời kỳ ân điển, lời của Đức Chúa Trời đã thành văn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, huấn luyện người trong sự công bình. Nếu tôi với quý ông bà anh chị em chịu khiêm nhường, nghe, tiếp nhận lời Chúa, áp dụng lời đó trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta sẽ hướng thiện, sống ngay thẳng, công bình. Dẫu có những phải trả giá, nhưng chúng ta là một con người thành công, đáng được tôn trọng trước mặt Đức Chúa Trời và được tôn trọng giữa đời. Điều thứ ba, khi tiếp nhận lời của Chúa, chúng ta sẽ trở nên một người không bị vấp ngã. Câu thứ 12 Kinh Thánh chép: khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã. Sơ-lô-môn đang dùng cho chúng ta hai động từ đi và chạy. Đi và chạy diễn tả đến một sự sống động của một cơ thể đang sinh hoạt ở ngay trong đời thường, ở trong xã hội, lẫn cả đời thuộc linh. Kế đó ông đã dùng cho chúng ta từ vấp ngã. Vấp ngã ở đây có hai ý, nghĩa đen. Từ điển giải thích vấp ngã là ngã xuống do vấp vào một vật chướng ngại, và vấp ngã thường gây ra những thương tích đau đớn. Vấp ngã ở trong nghĩa bóng, vấp ngã là thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm cho nên thất bại. Ngã dài với những thương tích trong phương diện tinh thần, tình cảm, lẫn cả về tâm linh. Và trái nghĩa với vấp ngã là gì? Chúng ta hiểu ngay: vững vàng, thành tựu, thành công, phải không ạ? Ý tưởng mà bước chân con không ngập ngừng ở đây muốn nói đến một hành trình an toàn, không có gây hiểm họa, thất bại, và đạt được đến những thành tựu. Người cha đang dạy dỗ cho con của mình sự khôn ngoan, ông chỉ cho con của mình đường phải đi. Và lúc nào là đi từng bước, lúc nào có thể chạy, dầu trên đường đó có thể có những chướng ngại, hầu cho người con không có vấp ngã, không có thương tích đau đớn. Cũng một thể ấy, khi một người tiếp nhận lời khôn ngoan là lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không bị vấp ngã ở trong cả nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng, để rồi chuốc lấy thất bại trong đời thuộc thể lẫn cả đời thuộc linh. Trong cuộc sống của ông bà anh chị em, tùy theo sự tăng trưởng của tuổi tác, nhận thức, chúng ta hiểu ngay
các em bé khi còn nhỏ nó rất chướng cầu thang, nó đi không được mà nó lại thích leo, rồi cầu thang nó không đi mà nó nhảy, và cuối cùng là gì? Thương tích, khóc, u đầu, trầy da, chảy máu. Nhưng người lớn thì sao? Khi chúng ta đã có nhận thức thì có những đoạn đường chúng ta sẽ đi từng bước chậm vững. Dù người khác có hối nhanh lên cũng không dám chạy. Nhưng có những đoạn đường chúng ta thấy nó bằng phẳng, không có chướng ngại, không có ổ gà, chúng ta sẽ đi nhanh hơn, chạy nhanh hơn để đạt đến đích. Nhưng dẫu vậy, ở trong thuộc linh, lịch sử của Hội Thánh cho đến bây giờ đã có những con người kiến thức đầy ắp, có vị trí này, vị trí kia trong Hội Thánh, nhưng không để cho lời của Chúa soi dẫn và vấp ngã trên đường đời lẫn đường tin kính. Ông bà anh chị em chắc rất quen thuộc với một người tên là Jonah. Jonah không phải là tín đồ trơn, Jonah là tiên tri của Đức Chúa Trời, tức là ông là người nhận lời của Đức Chúa Trời, truyền thông cho dân sự, dạy dỗ cho dân sự sống theo lời của Đức Chúa Trời. Và thế rồi ngày kia ông đã nhận được sứ mạng Chúa giao thác: Jonah, con phải đi đến thành Ninive rao cho họ một sứ điệp, họ phải ăn năn, nếu không thì cả thành bị hủy diệt. Nhưng mà Jonah thì không có vâng theo lời của Chúa phán dạy. Ông bắt đầu suy nghĩ theo cách của mình. Thay vì Chúa bảo ông đi Ninive thì ông lại không đi Ninive mà ông đi đến Giafo. Rồi ông xuống tàu để ông đi Tarsis. Ông đi ngược lại với ý muốn của Chúa. Ông sống theo cách riêng của mình nghĩ là đúng. Cho nên cuộc đời của Jonah có những cú vấp ngã. Vấp ngã bằng một chữ xuống, đi xuống. Xuống Giafo, xuống tàu, xuống lòng tàu, và tận cùng của chỗ nữa là xuống ở trong lòng biển, ở trong bụng cá. Có thể nói rằng ba chìm bảy nổi, chín lên đên, thương tích mình mẩy đã đời như vậy rồi. Cuối cùng là gì? Từ ở trong bụng cá: Chúa ơi, con sai rồi, Chúa ơi, con trọt rồi, cho con cơ hội. Thế là Chúa cho lại lên bờ, đi đến Ninive. Nhưng mà trong tâm trạng không có vui, cho nên các nhà giải kinh gọi ông Jonah là nhà truyền giáo không có vui lòng. Giảng cho Ninive mà giảng theo cái kiểu bực bội khó chịu, than thở trách cứ, sống một cuộc đời không có thành công. Tiên tri Jonah để lại cho chúng ta bài học gì ở đây? Mặc dầu gọi là tiên tri của Đức Chúa Trời, có lời của Đức Chúa Trời, nhưng không có vâng giữ lời của Đức Chúa Trời, cho nên ông đã để cho lời của Chúa dạy dỗ những điều khôn ngoan thiêng liêng trôi đi. Và tức là lúc mà ông chọn lấy cho mình một con đường hủy diệt sự sống. Cho nên thưa ông bà anh chị em, dầu chúng ta khôn ngoan tới bực nào ở trần gian này, bằng cấp bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu chúng ta buông bỏ lời của Chúa,
chúng ta sống theo ý riêng của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào trong chỗ nghiêng ngả, chuốc lấy bao nhiêu hệ lụy. Bởi vì khi một người sống không có lời của Đức Chúa Trời, là một người không có một chút ánh sáng dẫn đường, mà một người mò mẫm trong bóng đêm, là một người sẽ va vấp, là một người sẽ gánh lấy những thương tích. Và Kinh Thánh mô tả cho chúng ta ở trong Châm Ngôn đoạn 14: con đường kẻ ác giống như tâm tối, chúng nó không biết vật gì làm cho mình vấp ngã. Sự vấp ngã, thất bại trong cả phương diện đời thường, trong phương diện tình cảm, ở trong phương diện thuộc linh, nó sẽ đến với tôi và quý ông bà anh chị em một cách không ngờ khi chúng ta buông bỏ để cho lời của Đức Chúa Trời trôi đi mà không có vâng giữ. Dẫu một người sống ở đời, tôi quý ông bà anh chị em gặp rất là nhiều trở ngại, chướng ngại, nhưng sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời sẽ cung ứng cho tôi và quý ông bà anh chị em những điều nhắc khuyên, những giải pháp để chúng ta có thể rời khỏi những tình trạng hiểm nguy. Và thậm chí nếu có những vấp ngã thì chúng ta cũng biết đứng dậy từ đâu và nương nơi lời của Chúa làm giềng mối giúp cho mình sống trỗi dậy, không tiếp tục rơi vào trong những chỗ đau đớn đó nữa. Tại sao? Khi chúng ta để lời của Chúa trong đời sống, ngay những lúc chúng ta chịu cám dỗ, chúng ta có thể suy nghĩ muốn nói vâng theo tiếng của tư dục xác thịt, Thánh Linh nhắc nhở và vực chúng ta khỏi những tình trạng hiểm nguy đó, đặt chúng ta trên một con đường bằng phẳng để chúng ta có thể mạnh mẽ tiến bước về phía trước, đạt lấy những thành tích, kết quả trong cuộc đời mình nhờ năng quyền của lời Chúa. Như lời Chúa đã phán, lời Chúa là lời sống, linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, đâm thấu vào hồn, linh, cốt, tủy, phân chia ý định ở trong lòng. Như vậy, người có lời của Đức Chúa Trời, vâng theo lời của Đức Chúa Trời, chắc chắn chúng ta sẽ thoát khỏi những rối rắm, những vấp ngã, để đạt đến một đời sống bình an, phước hạnh ngay tại trần gian này. Cho nên thưa hội thánh, dầu bất kỳ là ai, mục sư, truyền đạo, chấp sự, tín hữu, nói chung là người Cơ Đốc, nhưng nếu tôi và quý ông bà anh chị em nghe theo lời các bậc tiền nhân tin kính như vua Salomon, như tiên tri Jeremy, sẵn sàng tiếp nhận lời Chúa, và họ bộc bạch rằng vừa nghe những lời Ngài thì tôi đã ăn lấy rồi, bởi vì lời Ngài là sự vui mừng hớn hở cho linh hồn của tôi. Nếu chúng ta tiếp nhận lời Chúa như vậy thì chắc chắn lời của Chúa sẽ khải tỏ cho tôi và quý ông bà anh chị em năng quyền dạy dỗ và nhận thấy được những cái chân giá trị từ nơi lời của Đức Chúa Trời trong cuộc sống thực tiễn. Khi chúng ta nhận lấy được lời của Đức Chúa Trời và những giá trị cùng mầu nhiệm, thì chúng ta sẽ là người đạt được ba điều như Solomon đã nói ở đây. Một người biết tiếp nhận lời của Chúa, vâng theo, sống ở giữa đời, chắc chắn được sống lâu ở trên đất. Thứ hai là người sẽ bước đi trên con đường ngay thẳng, đạt được thành công ở giữa đời. Thứ ba, một người tiếp nhận lời của Chúa là người sẽ bước đi trên đường đời, dẫu có rất nhiều chông gai trở ngại, nhưng sẽ là một con người không vấp ngã, không thất bại, mà vững vàng để bước tới nơi chốn của bình an, của thịnh đạt. Ước gì ông bà anh chị em trở về nhà đọc lại các câu Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 4 câu 10 đến câu 13, áp dụng trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Và lời của Đức Chúa Trời là kim chỉ nam giúp cho tôi, quý ông bà anh chị em
thực nghiệm điều mầu nhiệm đó và là một người sống có ý nghĩa giữa đời mỗi một ngày từ nay cho đến khi chúng ta gặp Chúa. Amen.